Xin chào các bà con đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam. Thì hiện tại mình đang có mặt ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay mình đi giao cám cho trại thỏ của bạn Vũ. Hôm nay mình sẽ quay sơ lại cho bà con coi cái mô hình nuôi thỏ 2 tầng của bạn Vũ ha. Lúc trước mình có đã từng quay cho bà con coi rồi đó. Thì hôm nay thì bên đây bạn Vũ xử lý phân cho cái tầng 2 có một số thay đổi. Nên mình quyết định là sẽ quay cái video này để bà con mình tham khảo luôn ha. Rồi mời bà con mình theo dõi. Rồi giới thiệu bà con, đây là cái đây thỏ bạn Vũ nha. Bên đây là cái khu nuôi thỏ sinh sản nè bà con. Đây mỗi con một lồng, đánh số từng con hết, có bảng đánh số từng con hết. Lồng mày rất là lâu rồi bà con, lồng mày xài cũng phải được 4 năm rồi nè mà vẫn còn xài được nè. Đây lồng kẽm 3 ly. Hiện tại bên đây thì bạn Vũ vẫn còn xài đệm lót sinh học. Và trên đây có cái máng hứng này nè, cái máng hứng mình cũng đã từng chỉ bà con mình nè, đặng hứng những cái nước trên van nó chảy xuống, nó không bị làm cái đệm của mình bị quá ẩm hả bà con. Rồi về cái đồ mà cho ăn thì bạn Vũ xài cái ống nước cắt ra, ở dưới có một cái chén nữa, dưới đây có cái chén nữa, đây cái chén để phía trong cái ống nước đây, rất là sáng tạo ha, cái chén để trong cái ống nước đây. Đây ở dưới nó có chén đó nha, bà con mình coi tham khảo ha. Thì thường cái đệm này khoảng một năm hơn bạn Vũ mới cào ra một lần, cái này cào ra làm phân sinh học rất là tuyệt vời. Ở bên đây là mấy con đực, đực này giờ chắc khoảng 5 ký mấy, một con là nó nằm là gần full cái chuồng luôn rồi, đực trắng New Zealand đây. Ở bên đây là một cái dàn thỏ sinh sản nữa. Bên đây bạn cho thỏ sinh sản là để riêng hết nha bà con, để riêng hết tới giờ mới là bỏ vô cho bú ha, không có nuôi chung. Rồi đến lúc mà nó mở mắt nó biết ăn rồi đó, như là cái bài này nè, là bạn Vũ mới bắt đầu để chung vô cho mẹ với con nó tập ăn luôn, các bạn ăn chung với con mẹ luôn đây. Rồi đúng 35 ngày mới tách ra, mới tách ra luôn, tách ra để mà nuôi thịt. Đâu có bài nào tách không Vũ? Chưa có bài nào tách ha, này ở chung với mẹ hết. Còn ở mẹ. Đây, ba bài trắng tươi luôn. Còn một bài bông. Bốn bài trắng luôn. 4/1, 4/2. Rồi đây là cái máy ăn cho thỏ con tự chế. Cắt bằng cái ống nước cái này như 60-90 ta. 90. Bịch hai đầu lại có hai cái móc luôn nè. Này cho thỏ con nó ăn tiện, nguyên bầy nó ăn đều hết, nó không có chèn lấn. Do trại bạn thì cái bạn che ban ngày bạn che bạc, với lại bên đây là nằm trong vườn dừa nó hơi tối, bà con mình chịu khó xem giùm nha. Đây bướm tuyệt vời, đây thêm một bầy thỏ con bông nữa. Rồi giờ chúng ta đi qua tham quan cái dãy nuôi thịt ha bà con. Dãy nuôi thịt nằm ở bên kia. Đây là cái dãy chuồng nuôi thịt 2 tầng. Thì khoảng 2 năm trước là mình có quay cho bà con xem rồi đó. Và đây là cái cách hứng phân của tầng trên. Như mình giới thiệu ha, đây là cách hứng phân của tầng trên. Là tầng từ đây, từ mặt nắp lồng này lên tới đây là 3 tấc, tới mặt đáy của tầng trên là 3 tấc. Nó có một cái khoảng trống để mình mở cửa chuồng tầng dưới nè. Đây. Mình mở cửa chuồng tầng dưới lên. Và hứng như vậy nó có cái độ dốc, nó sẽ ít bám bẩn vô cái đồ hứng hơn. Lâu lâu mình lấy chổi quét một lần thôi bà con. Và ở chính giữa này, hứng phân cho tầng trên thì nó có một cái ống. Cái ống này ống trăm mấy, trăm chắc 140. Chẻ ra làm đôi làm cái đầu hứng ha. Đây. Còn cái này vẫn là cái đầu hứng nước nè bà con. Hứng nước trên cái van nó nhiễu xuống, khi mình đã uống là nó nhiễu xuống ha. Mà có hai đường hết, có hai đường nè. Rồi do cái van nó bị xì. Đây. Này bạn Vũ nuôi là tách từng con hết nha bà con, không có để chung con nào hết.
khi nó ra vô cái giai đoạn thúc thịt rồi là mình tách riêng từng con hết là nó mới lẻ lớn. Cái bà con mà để chung với nhau nó cắn lộn rồi nó quần nhau tối ngày là rất là lâu lớn ha. Đây này là cái chén nhựa, bấm hai cái cọng kẽm chuồng để cho nó thò đầu nó ăn bên ngoài thì nó sẽ không có bị, nó không có bươi đổ được. Cái này cũng rất là tiện. Cái này bạn che cái bạc màu xanh quay lên nó khó nhìn quá. Đây, bầy thỏ con vừa tách mẹ khoảng được 10 ngày là để chung nguyên bầy. Chung nguyên bầy rồi đó, lên tới cái cỡ bự một chút xíu, cỡ này nè. Đây, mà tách ra riêng một con là nuôi tới lớn luôn, nuôi tới khi bán thịt luôn. Là tách theo từng giai đoạn nha bà con, có 3 giai đoạn tách. Một là giai đoạn đầu tiên là tách mẹ, giai đoạn thứ hai là sau tách mẹ 10 ngày. Và giai đoạn thứ ba là tách một lần nữa là để nuôi một con một ô. Rồi, tổng hai cái dàn chuồng này bị hiện tại hơi bị nhiều. Tính về số bầy thì mình bỏ đồng 5 con một bầy đi. Full dãy luôn, full dãy mấy bên đây. Rồi, còn bên này là hậu bị hay gì mà hậu bị. Hậu bị bạn lựa lại. Đây, hậu bị của trại lựa lại. Là sau khi hậu bị này phối giống, gần phối giống được là mình sẽ mua thêm con đực thôi. Nó sẽ đỡ tốn kém cho bà con mình hơn ha. Rồi, còn van uống nước thì ở đây bạn xài van nhựa. Mình thấy là trong tất cả cái dòng van uống nước thì cái van nhựa này nó cũng bền nhất nhì, nó cũng khá là bền. Bà con mình thường sợ nó sẽ cạp cái van, thì đây là cái van bị cạp nè. Cái van cạp nó không được cạp được, đứt hết cái van được, nó chỉ cạp cái phần ngoài van thôi, cái mỏ nhọn của cái van thôi, còn lại là vẫn xài được, vẫn dùng ok, không vấn đề gì hết. Mình bây giờ mình lại thích xài cái van màu vàng đó hơn, cái van nhựa vàng coi giờ mình nó khá là bền. Đây còn cái chân chuồng. Chân chuồng thì bạn làm ống nước đổ bê tông. Rất là cứng. Chân chuồng cực kỳ luôn. Còn cái đệm lót này chắc mình nghĩ cũng lâu rồi, cũng khá lâu rồi đó, đệm lót này là tuổi thọ cũng khá là lâu rồi. Nha, cái đệm lót là đệm lót lúc trước mình quay cho bà con coi nè. Nó lên nấm đồ đẹp á. Rồi bên đây bạn nuôi cũng ứng dụng theo cái quy trình nuôi mà sạch giống như bên mình đã tuyên truyền ha. Cái chuối này á, lúc nào trong trại mình qua mình cũng thấy có cái chuối này, thấy chuối chín này là để có nhiệm vụ là cho con thỏ sinh sản nó ăn á, để nó tăng cường sữa cho bầy con của nó rất là hay. Những mà anh em mà nuôi heo á, là thường sử dụng cái này cho heo sinh sản ha bà con, rất là tốt. Một tuần chỉ cho ăn cỡ 2 trái thôi, 2 trái thôi là được, không cần phải cho ăn nhiều đâu. Rồi thì cái video của mình đây là kết thúc ha. Thì xin chào và hẹn gặp lại bà con trong video kế tiếp nha.